Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một cặp đôi nhà phố rất đẹp, ngang 4, độ sâu 18m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu, có thang máy nha quý vị. Cặp đôi nhà phố này có hướng chính nam và thiết kế vô cùng đẹp, nội thất bên trong vô cùng cao cấp nha quý vị. Đang tọa lạc trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp nhà phố song sinh, nhìn rất đẹp, rất cao cấp và thiết kế vô cùng độc đáo và sang trọng. Giá bán đang giảm sâu 1 tỷ đồng một căn cho cặp đôi này. Và quý vị, trước đây thì Huy Hùng gửi đến quý chị cô chú chúng ta căn bên này rồi này. Căn bên này thì cũng có diện tích ngang 4, độ sâu 18 nhá. Có thang máy 630kg nha quý vị. Và ngày hôm nay thì Huy Hùng sẽ gửi đến căn bên cạnh, căn có tông màu sáng hơn, cũng với diện tích ngang 4m, độ sâu là 18m, được chủ nhà xây mới 100%. Và căn nhà chúng ta ngày hôm nay thì tọa lạc trong một khu nhà lầu đồng bộ 200 căn, điện âm, nước âm, thuộc trục đường Phan Huy Ích sát bên siêu thị Emax 2 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà lầu đồng bộ rất đẹp, khu này ổn định rồi nha quý vị. Và giá bán chủ nhà đang giảm giá sâu 1 tỷ đồng một căn. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào ra rất là rẻ luôn nha quý vị, cho một căn nhà thiết kế nội thất cao cấp tặng kèm. Và quý vị sẽ cùng em vào bên trong tham quan trực tiếp căn nhà nhé. Căn nhà ngày hôm nay thì có lớp cổng sắt bên ngoài, lớp khoảng sân 2m, độ xe máy bên trong. Di chuyển vào trong thì quý vị sẽ có lớp cửa cuốn kết hợp với không gian lớp cửa nhôm sinh pha và khu vực gara xe hơi dưới tầng trệt. Chúng ta sẽ có gara xe hơi hoặc phòng khách số 1 bên ngoài này. Bên trong là không gian phòng bếp, phòng ăn và trên lửng sẽ là không gian phòng khách khép kín. Trên lầu thì quý vị sẽ có 4 phòng ngủ kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Căn nhà này thiết kế rất đẹp nha quý vị. Nhà có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ luôn. Và nhà thì sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng. Quý chị của chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và ở đây thì quý vị đang có cái gara đổ xe hơi. Quý vị đổ vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được khoảng 5-7 chiếc xe máy. Hai bên tường có ốp nhựa trang trí và có đèn LED chiếu sáng kết hợp với đèn trần cho anh trang trí chỉ nổi. Bên trên có đèn pha lê thả xuống rất là đẹp. Di chuyển vào trong thì quý vị sẽ có tủ rượu này, tủ rượu kế bên cầu thang và cầu thang đi từ trong lên, kế bên cầu thang bộ là cầu thang máy. Một bộ sofa nho nhỏ nằm ngay để giữa hành lang chờ cầu thang máy. Sau nhà là không gian bếp, quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế bàn tròn. Kế bên không gian bàn ăn thì chúng ta sẽ có kính, hệ thống kính caro. Bên trên thì có đèn trần, đèn có quạt luôn nha quý vị. Và một không gian bếp với thiết kế theo kiểu chữ L. Chúng ta sẽ có tủ bếp này, trên dưới đóng phun trần theo mẫu kiến trúc tân cổ điển. Bếp âm, máy hút mùi, tủ đựng gạo, máy rửa chén bát, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Bên này thì quý vị sẽ có khu vực không gian để tủ lạnh riêng ngay kề bên bàn ăn và một không gian phòng vệ sinh cuối nhà kết hợp với không gian sân sau. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Sân sau ở căn nhà thì rất là rộng, có làm những cái lam để chúng ta treo cây, treo kiểng này và có đèn LED bên trên nha, nhìn rất là đẹp nha quý vị. Ngay kế bên đây thì quý vị sẽ có máy rửa chén bát này. Một không gian bếp rất tuyệt vời cho một căn nhà phố theo mẫu kiến trúc hiện đại, sang trọng, đẳng cấp mới nhất năm 2024. Nhà xây mới sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, tặng kèm gói nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng. Và chủ nhà đang cần tiền bán gấp nên giảm giá sâu tới 1T. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào ra chỉ còn 12 tỷ hơn một tí thôi, 12 tỷ 200 triệu đồng nha quý vị. Cầu thang máy này, thang máy kính rất là xịn sò và đẹp. Thang máy này khá là mắc tiền nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên theo cầu thang bộ. Quý vị sẽ cùng em di chuyển lên không gian phòng khách trên lửng, một không gian phòng khách khép kín nha. Căn nhà này phải nói là đẹp hết nước chấm, đẹp quên cả đường đi lối về luôn quý vị, đẹp là có thật nha. Đây, chúng ta có hành lang với hệ thống tủ kệ trang trí này, rất là đẹp. Kế bên bàn trang trí thì có một cái đồng hồ và một không gian phòng khách. Bên ngoài không gian phòng khách này có ốp kính và ốp nhựa, nhìn rất là đẹp. Một phòng khách khép kín với cửa kính cường lực bên ngoài. Bên trong sẽ là sofa đẹp kết hợp với máy lạnh. Bên trên có đèn chùm rất là tuyệt vời. Một cái tủ kệ tivi, có không gian tủ kệ đẹp và không gian trang trí rất là tuyệt vời. Sau nhà thì quý vị sẽ có sân sau với hệ thống cửa lùa 4 cánh này, ra khu vực giếng trời được ốp gạch trang trí và một không gian phòng vệ sinh. Căn nhà này quá đẹp quý vị ạ. Phòng vệ sinh đây thì nhà mình có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh nha. Đây là không gian phòng khách trên lửng đây, phòng khách rất là xịn sò và cao cấp. Nhà này sử dụng full nội thất cao cấp và quý vị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Quý vị thấy hành lang sảnh chờ bên ngoài, không gian ngay kế bên cầu thang máy và cầu thang bộ này rất đẹp nha. Cầu thang thì ốp đá hoa cương nam bồ kết hợp với tay vịn gỗ cam xe, lan can làm bằng sắt, nhìn khá là đơn giản, dễ lau chùi. Bên trên lầu sẽ là không gian phòng ngủ này. Quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm,
tủ kệ trang trí, tủ kệ tivi đều sử dụng tông màu trắng và có đầu giường có ốp mút này, ốp nhựa này, treo tranh, tủ áo, rắn giấy và một khóa ban công thiết kế theo kiểu ban công mở này với hệ thống cửa nhôm và ban công cao, lan can cao này, cây xanh bên ngoài này, có vòi nước để quý vị tưới cây luôn nha, rất tuyệt vời nha quý vị. Đó, chúng ta thấy này, không gian rất đẹp nha. Đây là không gian của phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Với một tông màu trắng và có ốp nhiều những chỉ nổi, tạo nên một căn nhà phố bên ngoài thì có vẻ hiện đại. Bên trong thì có kiến trúc theo kiểu châu Âu, nhìn rất là sang chảnh luôn nha quý vị. Ở tường thì có những cái tủ kệ trang trí này, cầu thang máy kính cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một giếng trời ở dưới nhà này. Giếng trời này thì chủ nhà vẫn làm những cái lam. Bên đây có những bức tường ốp gạch này và đèn chiếu sáng. Căn nhà này phải nói là đúng à, đáng với đồng tiền bát gạo quý vị. Đẹp, quá đẹp. Đây, phòng ngủ với hệ thống cửa ra khu vực sân, sân sau, giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm máy lạnh. Đầu giường có treo tranh với một tông màu thiết kế rất tuyệt vời. Chỉ có những căn nhà có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ mới thiết kế lên được căn nhà đẹp như thế này. Và quý vị đang đến với không gian phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen, bồn tắm nước vách ngăn. Và phòng vệ sinh thì làm rất là đẹp. Ngoài có cầu thang máy kính này, chúng ta thấy đây, thang máy rất là xịn nha. Nhìn bên ngoài rất là đẹp. Lên đây thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ số 3 này. Đây, phòng ngủ số 3 đây quý vị nha. Rất đẹp. Bên đây thì chủ nhà đã đảo ngược chiều ban công này. Và chúng ta vẫn có giường ngủ 2m2, chăn ga gối đệm tủ áo ngay đầu giường. Đầu giường thì có những bức tường được ốp nhựa châu chanh, màn rèm, rồi hệ thống ban công có những làm những cái lam, những cái cửa nhôm xin pha và treo những cái gió cây rất là tuyệt vời. Phía bên đây chúng ta có bàn trang điểm này, gương soi thì có hệ thống đèn led nha. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì vẫn có vệ sinh trong nha. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh cho quý vị. Và qua đây là không gian của phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì chủ nhà chưa đóng nội thất này, mới đóng trang trí thôi. Quý chị cô chú chúng ta muốn làm nội thất luôn thì anh chị chủ nhà sẽ làm nội thất luôn cho quý vị trong không gian phòng ngủ này. Và đây là không gian phòng ngủ số 4 ở căn nhà. Phòng này vẫn có vệ sinh trong, có chỉ nổi và có ốp nhựa trang trí rồi, chưa có nội thất thôi. Và chúng ta sẽ vào thang máy để đi trên khu vực lầu 4 nhé. Chúng ta sẽ đến với không gian lầu 4 của căn nhà. Lầu 4 của căn nhà thì chúng ta sẽ có cái thang máy luxury này, 450kg này quý vị. Thang máy rất là xịn nha. Thang máy này phải nói là xịn sò, bậc nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán căn này là 12 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng giá bán đã giảm sâu 1T rồi. Quý vị có chú quan tâm căn này thì alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà hướng chính nam. Quý vị đang đến với không gian phòng xông hơi, phòng tắm nằm trên khu vực sân thượng. Chúng ta sẽ có một tấm nằm này. Một tấm nằm này quý vị, một cái phòng xông hơi. Nhà này thì có tổng cộng tới 7 phòng vệ sinh nhá. Đây, bên trong có bồn cầu, lavabo rửa mặt đều sử dụng hệ thống inox chất lượng cao, một cái phòng xông hơi khô đá nóng này. Và phía sau đây thì quý vị sẽ có sân thượng sau, khu vực để chúng ta giặt đồ và phơi đồ. Sân thượng sau này thì quý vị có chỗ để máy giặt này, cầu thang lên trên mái này. Bên mái thì quý vị sẽ có máy đúc bên trên nhé. Cầu thang thì chủ nhà làm rất là kỹ rồi này. Và một không gian để máy giặt và phơi đồ giặt đồ ở phía sau này. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ đến với không gian sân thượng trước với không gian phòng thờ và sân thượng trước. Ở đây thì quý vị sẽ có một khoảng không để uống trà này. Phía sau phòng thờ nhé, một khoảng không uống trà với bộ bàn ghế này. Cầu thang máy thì di chuyển tới sân thượng và ngoài đây là không gian phòng thờ. Phòng thờ thì chủ nhà làm rất là đẹp này, có làm những cái chỉ nổi cũng như là những bức tranh. Và bên ngoài đây sẽ là không gian sân thượng trước. Hai căn, mỗi căn mỗi vẻ, một căn nhà phố đẹp với lối kiến trúc hiện đại sang trọng đẳng cấp mới nhất năm 2024. Hướng chính nam, tọa lạc trên trục đường Phan Ích giáp với trục đường Trường Chinh, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà lầu đồng bộ 200 căn, cực VIP cực sang và điện âm nước âm. Quý vị cô chú quan tâm đến căn nhà này, alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 617. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.